với thủ đoạn lên mạng xã hội Facebook làm quen tiếp cận đối tượng để tạo lòng tin. Gần đây, các đối tượng buôn người đã móc nối đưa phụ nữ bán qua biên giới. Mới đây, ngày 1 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công một đường dây đưa phụ nữ bán sang Trung Quốc. Chiều ngày 11 tháng 7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân Lý Thị Mờ, sinh năm 2003, dân tộc Mông, trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, về việc bị một nhóm đối tượng lừa bán sang Trung Quốc. Từ đơn trình báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã triệu tập các đối tượng gồm Thảo A Dơ, trú tại xã Nậm Tha, Sùng A Dì, trú tại xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, Hoàng Thị Duyến, trú tại xã Mường Vi, huyện Bát Sát, để điều tra xác minh. Các đối tượng khai nhận khoảng giữa tháng 5, qua điện thoại, Hoàng Thị Duyến thỏa thuận với một người đàn ông Trung Quốc tên Bao về việc tìm đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán. Sau đó, Duyến điện thoại cho Sùng A Dì. Sùng A Dì tiếp tục liên hệ với Thảo A Dơ tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán, tiền công từ 10 đến 20 triệu đồng. Qua mạng xã hội Facebook, Dơ quen biết Mờ và đón Mờ đưa lên Lào Cai, giao cho Dì và Duyến. Duyến đã trực tiếp đưa Mờ xuất cảnh qua cửa khẩu sang Trung Quốc bán cho Bao. Tôi đã dùng mạng xã hội để tán tỉnh cô ấy, rồi cô ấy tin tôi đưa cô ấy lên thang nhà, rồi cùng nhóm của tôi làm giấy tờ đưa cô ấy sang bên Trung Quốc để bán. Khi được đưa tới phòng trọ của Bao bên kia biên giới, tôi phát hiện là mình bị lừa bán. Lợi dụng sơ hở của Bao thì tôi lén lấy được sổ thông hành của mình và trốn ra cửa khẩu để về Việt Nam. Căn cứ vào đơn tố giác của Lý Thị Mờ và kết quả điều tra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người và tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Thì một số đối tượng mua bán người đã dùng cái thủ đoạn là giả vờ yêu đương, đưa rủ nạn nhân ở các tỉnh nội địa đến Lào Cai để đến thăm gia đình, sau đó lừa đi tham quan sang qua Trung Quốc và sử dụng cái giấy làm cái thủ tục để xuất nhập biên qua cửa khẩu đi thăm thân và tham quan du lịch và đưa ra nước ngoài để ép bán cho người nước ngoài làm vợ. Theo lực lượng chức năng, gần đây hoạt động xuất nhập cảnh tại các địa phương biên giới phía Bắc được nới lỏng, hoạt động thăm thân và du lịch của người dân được nối lại. Lợi dụng vấn đề này, tội phạm buôn bán người qua biên giới gia tăng. Do vậy, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về thủ đoạn của tội phạm, nhất là trên các trang mạng xã hội cần được tăng cường nhằm nâng cao cảnh giác, kỹ năng phòng tránh, nhất là đối với các cô gái trẻ.